Chào mừng các bác và anh em đã đến với kênh Trần Hưng Audio nhé. Thì hôm nay buổi tối nay em lại tiếp tục bán cho các bác những bộ mic rẻ tiền. Đây là những dòng mic không tự ngắt nhưng mà hàng bãi, rất chất lượng các bác nhé. Đây là những cái dòng mic K3 tay inox rất đẹp các bác ạ, rất đẹp. Dòng này em sẽ bán cho các bác là 1.500.000 bao ship cho các bác, 1.500.000 bao ship cho các bác. Tiếng rất hay, những cái dòng này tiếng rất hay, tay rất đẹp các bác nhé, tay rất đẹp. Đấy thì em có đây những lô dưới này em bán toàn bộ là 1.500.000 hết cả một bộ KTV, một giá 1.500.000. Dòng này tự ngắt các bác nhé, dòng này tự ngắt. Thì dòng này nó có một lỗi chấm nhỏ ở màn hình này. Đấy. Chấm nhỏ này. Chỗ báo vạch pin này nhưng mà không ảnh hưởng gì chất âm chất lượng cả. Vẫn hát ok. Dòng này dòng KTV thì tiếng K rất hay rồi, giá 1.500.000 này. Đấy. Đây là những cái dòng mic bãi chất lượng cho các bác. Đấy, toàn củ ngon các bác nhé, củ chất lượng này. Giá 1.500.000, các bác mua về dòng này hát karaoke gia đình rất hay luôn. Đấy. Đây toàn là củ chất lượng các bác. Đấy thì bác nào có nhu cầu mua mic giá cả hợp lý để các bác thỏa mãn niềm đam mê ca hát thì đây là những cái bộ mic rất chất lượng mà em bán cho các bác là giá là 1.500.000 bao ship, vẫn bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 3 tháng các bác nhé. Đây có một bộ mic hàng nội địa Trung Quốc chính cống này, tay rất đầm và nặng, cũng giá 1.500.000 này. My Ever này cũng 1.500.000 này, tay inox rất chất lượng. Đấy thì những bác nào có nhu cầu để các bác mua về hát karaoke gia đình hoặc là làm sự kiện kẹo kéo rất ok mà giá rất rẻ các bác nhé. Đây em còn một bộ mic KTV 1 dòng cảm biến tự ngắt, tay màu vàng cát rất đẹp các bác. Dòng này dòng tự ngắt nhé, thì em bán cho các bác nào có nhu cầu giá 1.800.000, 1.800.000 bao ship cho các bác. Dòng mic KTV cảm biến tự ngắt chất âm thì cực hay. Lên một hay, lên 1 2 3 4 5 6 7 1 2. Con đường xưa em đi vang lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tay tiền. Tiếng mic rất hay, dòng KTV này thì chất âm của nó khỏi nghĩ, cơ mà cảm biến tự ngắt các bạn ạ. Lên 1 2 3 4 5 6 7 1 2. Thế thì dòng KTV này bác nào mua làm sự kiện rất ok. Hàng này em bao là bên trong còn rất đẹp, lấy pin lấy đĩa còn nguyên, giá 1.800.000 nhé, mic KTV. Đấy, đầu của nó thì cũng có một chút xước xát như thế này nhưng mà chủ yếu là chất âm và chất lượng nó rất hay. Một bộ KTV giá 1.800.000 bao ship này. Và còn những cái bộ tay inox, những cái dòng này không tự ngắt nhưng mà hát karaoke gia đình rất hay, giá 1.500.000 các bác nhé. 1.500.000 các bác sở hữu ngay những bộ mic chất lượng để hát karaoke hoặc là làm sự kiện cũng được. Rồi bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em Trần Hưng Audio, số điện thoại là 0972951003. Em ở Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ, ship hàng toàn quốc. Các bác được nhận hàng, kiểm tra và thử hàng, thanh toán. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi nhé. Chào tất cả các bác hãy xem và đừng quên đăng ký.